Em xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Bất động sản thời gian này thì thật sự là công nhận là một cái khoảng thời gian khủng hoảng, không riêng gì đối với các doanh nghiệp, các công ty bất động sản, từ các tập đoàn lớn cho đến là các cá nhân nhỏ lẻ luôn. Kinh doanh và đầu tư bất động sản cũng phải lâm vào những cái cảnh là khốn cùng. Qua cái cơn sóng bất động sản rồi thì thực tế đã cho thấy rằng là rất là nhiều các nghịch lý nó đã xảy ra trong thị trường bất động sản hiện nay. Và hiện nay có rất là nhiều các bức tranh mà chúng ta có thể nhận thấy được thông qua những cái viễn cảnh hoang tàn của thị trường. Và bây giờ thì khi mà thị trường nó ảm đạm, khi thị trường nó chưa có một cái dấu hiệu phục hồi thì thật sự là bắt đầu có những cái nghịch lý nó lộ dần ra. Và cái nghịch lý đầu tiên đó là có nơi giảm không phanh, giảm rất là nhiều, nhưng mà có nơi thì lại tăng chóng mặt, không biết đâu là đúng hết. Ví dụ như đối với những cái khu nghỉ dưỡng condotel, những cái khu mà ven biển và những cái khu nhà hình thành tương lai, và hiện nay giá giảm không phanh và sức mua cũng giảm luôn. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, ở một cái chiều hướng ngược lại, đối với những cái khu nhà chung cư xây sẵn đã có sổ và những cái khu đất nền nó đã có sổ pháp lý rõ ràng thì hiện nay đang có dấu hiệu là rục rịch tăng trở lại. Tăng ở đây là tăng về giá, tuy nhiên thì theo nhận định của đa phần mọi người thấy rằng là bây giờ tăng chỉ là những cái động thái tức thời mà thôi, của một cá nhân, của một số cá thể nào đó xung quanh thị trường mà thôi, chứ không phải là toàn thị trường. Và rõ ràng là hiện nay sức mua vẫn còn rất là yếu. Chúng ta cũng không lấy làm lạ khi mà thấy được những cái cảnh đất hoang, những cái cảnh là cánh đồng được vẽ lên, những cái cung đường lớn thắp lên những cái ánh đèn, nhưng mà chỉ chiếu sáng được những cái thảm cỏ thôi. Bây giờ những cái bụi cỏ bát ngát nó phủ cao kín đầu hết rồi. Ở mọi địa phương, ở mọi vùng miền đều thấy có những cái cảnh như thế này. Những cái dự án nó mọc lên dày đặc luôn, nhưng mà không có triển khai. Bây giờ nó để lại cho một cái vùng đất là hoang tàn và lạnh lẽo. Và nguyên nhân do đâu với cô chú anh chị? Thì ai cũng có thể biết được rằng đó là do đầu cơ, do gom đất và do làm ảo thị trường. Họ tung tin ảo và làm những cái hiệu ứng để mà thu lợi từ việc vẽ ra các dự án đó thôi. Nói đến lý do thì nó rất là nhiều. Chung quy lại nó chỉ là do cái lòng tham mà thôi, người bán kể cả người mua luôn. Và trái với những cái cảnh tượng hoang vắng đó thì ở những cái dự án hàng ngàn hecta nó cũng trống vắng, nhưng mà nó lại ở trong những cái nơi trung tâm, ở những nơi mà có nhu cầu, dân thì lại chen chúc nhau từng mét vuông đất để mà ở. Có những nơi á, nó nằm ngay trong trung tâm luôn, nhưng mà bây giờ pháp lý vẫn chưa hoàn thiện thì nó vẫn để trống như thường. Còn đối với những cái nơi mà nó có pháp lý, nó có những cái nơi mà có nhu cầu thật á, thì thật sự là diện tích rất là nhỏ, siêu xíu chen chúc nhau, vậy mà đông nghịch người dân họ tới ở. Thực sự ở trong thành phố, quý cô chú anh chị, có những cái căn nhà nó nhỏ chỉ tới mức là chỉ giống như một cái căn nhà trọ thôi, vậy mà cũng được rao bán lên đến hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng mà. Người mua thì ồ ạt đi mua, tranh nhau để mua. Hồi trước đây thì cái thời điểm mà sốt nóng thì ở những cái nơi xa thành phố nó cũng có những cái cảnh tượng như thế này. Người thì ồ ạt nhau đi mua để tranh nhau mua đường từng mét vuông đất. Tuy nhiên là mua xong thì không có nhu cầu để ở, chỉ có là muốn để bán lại, gửi bán lại để mà có được một cái mức sinh lời thôi. Hồi đó thì ở những cái nơi mà vùng ven, thật sự em nói thực tế là ở các khu mà vùng ven thành phố Hồ Chí Minh đó quý cô chú anh chị, ở những nơi đó thì thật sự vẫn chưa cho tách thửa được, do là diện tích quá nhỏ đi, thì họ lại lách luật theo hình thức là bán vi bằng, bán sổ chung. Dạ vậy nhưng mà lại rất là nhiều người săn đón, rất là nhiều người mua sạch luôn, mua hết luôn. Nhưng mà trên thực tế ở những cái nơi đó thực sự là giá nó đâu có rẻ đâu, giá nó tới vài trăm triệu chứ đâu phải ít đâu. Thế mới nói rằng là ở những nơi mà có nhu cầu thật á, thì thật sự là không còn đất để mà mua luôn. Có một cái điều lạ ở thị trường là như thế này. Bây giờ cái xu hướng tìm nhà của người dân nó có sự thay đổi rất là nhiều. Em cảm thấy rằng là dạo gần đây cái xu hướng nó có vẻ là trái lịch. Những người ở thành phố thì người ta lại ao ước được một cái căn nhà rộng hơn,
Họ muốn săn đón những cái căn nhà vườn có những cái view đẹp để mà họ có thể mà thư giãn, vì họ quá chán cái cảnh chen chúc và những cái cảnh tượng là những căn nhà san sát nhau rồi. Và cũng có thể rằng là do cái hậu quả của cái đợt dịch bệnh vừa rồi, nó đã góp phần tạo nên một cái tâm lý như thế này. Vì họ sợ ở gần, sợ đông dân quá, rồi sợ phức tạp, nên đa phần người ta có tiền, bây giờ người ta lại có một cái xu hướng là đi tìm nhà ở những cái khu nông thôn, những cái khu mà nó không cách xa thành phố cho lắm, thuận tiện một xíu thì có thể dễ dàng di chuyển được, hoặc là thuận tiện đi lại mỗi cái dịp cuối tuần để mà họ có thể về đó thư giãn. Dù là một vài ngày thôi nhưng mà họ cũng cảm thấy là thoải mái. Thế nhưng ở một cái chiều hướng ngược lại thì ở khu vực nông thôn thì hiện nay thì dường như là rất ít những cái căn nhà họ xây dựng mới, mà ở đây thì thực sự họ thi nhau mọc lên những cái dự án, những cái khu phân lô, những cái khu bán nền. Những cái nền đất nó chỉ có chiều ngang khoảng tầm 4m đến 5m thôi. Thực sự là đất rộng nhưng mà lại có cái xu hướng là ồ ạt phân lô, xây dựng những cái căn nhà san sát nhau, không khác gì trên thành phố hết. Và một cái nghịch lý chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng ở những cái khu vực bất động sản vùng ven, vì nơi đây được xem là những cái nơi kinh tế trọng điểm, được có những cái quỹ đất rất là lớn, trong khi cái quỹ đất ở thành phố thì nó đã dần dần cạn đi rồi. Và còn có một cái nghịch lý ở tại thị trường bất động sản hiện nay nữa, thì không biết là cô quý cô chú anh chị và các bạn có nhìn thấy giống như em hay không. Thì hiện tại em cảm nhận như thế này nè, khi mà giá giảm, giá bất động sản nó giảm thì thực sự là không ai dám mua hết. Ví dụ như trong cái khoảng thời gian này bất động sản nó đang gặp những cái tình trạng khó khăn, bất động sản nó đang trong một cái chu kỳ là suy thoái, giảm giá xuống. Tuy nhiên bây giờ người dân tha hồ được lựa chọn những cái bất động sản với một cái mức giá nó hợp lý hơn trước đây. Tuy vậy thì rất ít người mua, rất là ít luôn. Cái tâm lý rằng vẫn đang còn muốn chờ giá giảm thêm. Còn đối với những cái khi mà bất động sản nó có một cái chiều hướng tăng giá trở lại hay là sốt nóng thì thực sự người dân ô ạt nhau đi mua, tranh nhau mua. Đó là giảm nhưng mà không dám mua, nhưng mà tăng giá lên thì lại ồ ạt đi mua. Thực sự đó là một cái tâm lý đám đông thì xưa đến nay rồi, nó trở thành một cái văn hóa của người Việt rồi. Ở đâu mà thấy đông đông thì người ta lại hiếu kỳ, người ta lại bu vào xem thôi. Ở đâu mà có biến một cái là họ xúm lại, không cần biết là rủi ro hay không rủi ro, hay là cái câu chuyện đó nó có hay ho gì hay không, nó có rủi ro gì hay không. Ví dụ như trước đây có cái vụ của Tuấn Khỉ đó quý cô chú anh chị. Người ta thì thủ trong túi là súng đạn tùm lum hết, mà người dân thì đứng chụp hình quay phim, đứng xem các cán bộ công an vây bắt. Người dân không có sợ rủi ro luôn. Đó, cho nên chúng ta mới cảm thấy rằng là bây giờ cái tâm lý đám đông thực sự là nó khủng khiếp. Ở đâu mà có biến một cái, ở đâu mà nó có một cái tình trạng là nhiều người quan tâm thì thực sự là rất là nhiều người bu lại xem để mà tìm hiểu, để mà hóng hớt. Ví dụ như gần đây nhất thì có cái vụ Sư Minh Tuệ cũng vậy đó quý cô chú anh chị. Rất là nhiều người hiếu kỳ họ đi xem, rồi nhiều người họ đu theo để mà họ trục lợi từ những cái đám đông như vậy. Thế mới nói rằng là cái tâm lý đám đông ở Việt Nam mình thì nó cực kỳ khủng khiếp luôn. Nó trở thành một cái văn hóa của người Việt rồi. Đó, bây giờ nói về bất động sản thì cũng như vậy thôi. Với cái tâm lý như vậy thì thị trường bất động sản nó cũng thế. Người mua, những cái nhà đầu tư, những cái người mua bất động sản họ không có chính kiến, họ không có lập trường, họ toàn hùa theo đám đông thôi, không nhận được là thị trường nó thế nào hết, không cảm nhận được. Khi mà giá bất động sản nó giảm thì họ hoang mang, họ lo lắng, họ dè dặt, họ không dám quyết định. Nhưng mà khi bất động sản nó lại có một cái dấu hiệu tăng vọt lên thì thông tin rao khắp nơi thì họ lại ồ ạt đi mua, tranh nhau mua, mua cho bằng được nha, không cần quan tâm nó ra sao, rủi ro như thế nào, cứ thấy đông là họ hùa theo thôi. Chính vì thế ở tại thị trường có nhiều anh đi đầu tư ngã ngựa cũng vì là những cái lý do này. Nó hùa theo, nghe bạn bè nói rằng là ở khu này khu kia tao kinh doanh có lời, mày theo đi, theo một hai lô thế này thế kia, lại đi vay mượn để mà theo tất tay luôn. Vì tin tưởng thôi, vì nghe thôi, và vì hùa theo thôi. Thấy người ta làm ăn có thì mình cũng muốn vào để mà kiếm một miếng. Tuy nhiên thì cái miếng format thì thực sự là nó luôn luôn nằm trong cái bẫy chuột, nó mới là dễ dàng để lấy. Cứ thấy đông thì hù theo. Thế cho nên mới có được những cái trường hợp là tán gia bại sản luôn vì bất động sản đó.
Và còn một cái nghịch lý nữa thì ở thị trường em cũng đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi. Đó là một cái nghịch lý dễ thấy là ở thị trường hiện nay là người nghèo thì đang khát khao có được nhà. Họ đi vay, họ đi mượn, họ chạy vẫy khắp nơi để mà có được một cái căn nhà riêng. Có nhiều trường hợp họ chấp nhận họ mua nhà vi bằng luôn, họ mua những cái căn nhà mà sổ chung luôn để mà họ có nhà để ở. Họ coi đó là nhà riêng vì là quá chán cái cảnh ở trọ rồi. Bởi vì đó họ xem đó là nhà của mình. Đó, bây giờ họ đóng tiền hàng tháng quá mệt mỏi, cho nên là họ cố gắng cho bằng được để mà có được những cái căn nhà gọi là riêng cho mình. Nhưng mà ngược đời như thế này, bất động sản bây giờ thì lại hoang vắng bỏ trống khắp nơi. Có những cái căn biệt thự rất là to luôn nhưng mà không có một bóng ma nào ở hết. Bây giờ người dân ở ngoài thì chen chúc nhau để mà ở trọ từng một cái căn phòng chưa tới 10 m². Vậy mà những cái khu nhà bỏ hoang lãng phí. Và có những cái khu nhà tái định cư mấy ngàn căn luôn nhưng mà không ai ở hết. Ví dụ như ở quận 2 thì có cái khu ở khu vực Thủ Thiêm đó quý cô chú anh chị. Còn ở khu vực Bình Chánh thì có những cái khu Vĩnh Lộc B đó. Rất là nhiều những cái căn nhà xây lên xong rồi để trống, đâu có ai tới ở đâu. Đó là một cái nghịch lý hiện nay. Người dân thì không có nhà để ở thì đi ở trọ, đi tìm những cái căn nhà mà sổ chung vi bằng để mà mua cho mình được một cái căn gọi là nhà riêng. Còn đối với những cái khu nhà mà xây lên để cho người dân về ở thì lại không có ai ở hết. Đó cho nên là mới có một cái nghịch lý rằng là cái sự cách biệt giữa giàu và nghèo ở Việt Nam mình cũng rất là lớn thôi quý cô chú anh chị. Thật sự là đúng là kẻ ăn không hết và người lần chẳng ra. Đó thật sự là một cái nghịch lý đáng buồn ở tại thị trường bất động sản hiện nay. Và trên đây là những cái cảm nhận của em trước những cái diễn biến tại thị trường bất động sản hiện nay. Thì theo quý cô chú anh chị và các bạn thì còn những cái nghịch lý nào nó xảy ra ở tại thị trường bất động sản nữa thì quý cô chú anh chị và các bạn hãy để lại ý kiến của mình, góp ý thêm dưới phần bình luận để cho mọi người cùng nhau tìm hiểu và thảo luận ha. Bất động sản thì thật sự là nó rất rộng, rất lớn, nó ảnh hưởng tới đa ngành, đa nghề hết. Và nó ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống tài chính của quốc gia. Và nó luôn là một cái tâm điểm để cho chúng ta tìm hiểu và thảo luận ha quý cô chú anh chị. Xin kính chào tạm biệt quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo.